Trời nóng thế này thì tắm là điều quan trọng nhất. Các thứ còn lại, có hay không có, không quan trọng. Không tắm ngay được đâu, cần phải vận động cơ thể trước khi tắm đã. Từ trước đến giờ có bao giờ tớ vận động đâu. Lắm chuyện, chỉ là tắm cho mát thôi mà. Hồng Xiêm bảo vận động thì cậu cứ vận động đi. Phải có lý do thì Hồng Xiêm mới yêu cầu mình vận động trước khi tắm chứ. Đúng là trong nhóm này, ý kiến của tớ chỉ là thiểu số thôi. Các cậu nghe này, trước khi bơi, nếu không khởi động kỹ, làm nóng cơ thể và giãn cơ, tình trạng chuột rút ở dưới chân dễ xảy ra hơn. Mà nếu đã bị chuột rút... Thôi thôi, giải thích làm gì nhiều. Vận động nhanh lên, tớ nóng và muốn tắm lắm rồi. Thế bọn mình cùng vận động nhé. Tất cả mọi người làm theo tớ. Lắm trò. Mọi người đứng thẳng, hai chân mở rộng bằng vai, đồng thời tay phải bắt chéo qua tay trái. Dùng tay trái gập từ từ và kẹp lấy tay phải. Dùng lực kéo căng tay phải theo tay trái, cơ vai và cơ tay sẽ được giãn ra. Xoay hông vào người, vẫn giữ người tư thế thẳng, chân mở rộng bằng vai và tiến hành xoay hông sang các bên trái, phải. Chạy tại chỗ nhé! Ai muốn khỏe đẹp thì hãy tập thể thao. Có sức khỏe là có tất cả, không sức khỏe là không bơi được. Có sức khỏe là có tất cả, không sức khỏe là không bơi được. Bây giờ chúng ta có thể xuống ao bơi được rồi. Giây phút mong chờ đã đến. Cái thằng ăn cũng vội, đi bơi cũng vội, cái gì cũng vội thế này. Chúng mình bơi thôi. Mình tham gia khởi động cho các cậu vui thôi. Các cậu xuống đi, mình trên bờ canh đồ giúp mọi người. Đã mất công khởi động mà không xuống tắm, hơi phí. Thôi, Na là con gái mà, bọn mình xuống đi. Cứu tớ với, chân tớ, chân tớ, có ma. Ma kéo chân, cứu tớ, cứu. Mít mật bị chuột rút rồi. Các cậu cẩn thận đấy. Để mình đi gọi thầy ra nhé. Không sao đâu, Mít mật chỉ uống ít nước ao thôi. Kiểu này là vận động qua loa đây mà. Chẳng phải, tớ nghĩ bị ma kéo chân đấy. Mọi lần có sao đâu. Ma với quỷ cái gì, là do cậu vận động không kỹ thôi. Lúc tớ giải thích việc tại sao phải vận động trước khi bơi thì cậu lại gạt ngang. Tại sao vậy? Tớ thấy mọi lần có sao đâu. Khởi động sẽ kích thích làm tăng tiết dịch nhờn trong khớp cho cả quá trình bơi. Chống bong gân. Khởi động giúp kích hoạt hệ thống gân xương bám chặt, chống lại sự sang chấn gân do cử động bơi mạnh gây ra. Đấy là điều đầu tiên chúng ta cần phải khởi động. Thế tiếp theo? Tiếp theo là để phòng tránh chuột rút. Khởi động giúp kích hoạt hệ thống cung cấp máu cho cơ, chống co cứng, một dạng chuột rút khi bơi dưới nước. Thế không phải do ma kéo chân à? Có con ma lười, con ma chuột rút trong chân của cậu ấy. Từ sau, muốn bơi, phải vận động nghiêm túc như bọn tớ, thì không có chuyện như hôm nay đâu. Cái mặt này không phục, biểu hiện của sự không phục đây này. Đâu có, tớ phục mà. Hôm nay mà không có các cậu, tớ chết đuối dưới ao rồi đấy. Thế bây giờ, còn tin có ma, có quỷ gì nữa không? Không, tớ tin các cậu hơn. Ui, sao vẫn tê chân đấy nhỉ? Ngồi nghỉ một lát, để bọn này bóp chân cho xuôi cơ đã. Thích quá, cảm ơn các cậu nhé. Ha, mình đường đường con nhà phú ông, giờ phải bóp chân cho thằng Mít Mật thế này đây. Lần này tớ bắt được quả tang nhá, cậu không chối được đâu. Cậu chuyên gia ăn trộm nhãn nhà tớ. Cậu nói tớ ăn trộm à? Cậu định nghĩa thế nào là ăn trộm giúp tớ? Chờ đấy. Ăn trộm á? Thế cậu không biết thế nào là ăn trộm mà? Là cậu lấy những thứ không thuộc về mình, ví dụ như nhãn nhà tớ, vì nó là nhãn nhà tớ. À thế à? Thế bây giờ thế này nhá. Là thế nào? Bây giờ tớ hái chùm nhãn này, tớ đưa lại cho cậu. Cậu có ý gì đấy? Cậu đưa lại chùm nhãn đấy cho tớ đi. Tớ xin. Cậu cho tớ đấy nhá, chứ không phải là tớ ăn trộm đâu. Tớ về đây. Ơ, thế là thế nào?
Thật quá đáng. Cô Hoa cạnh tranh với quán nhà mình. Mình sẽ nghĩ cách kéo khách về cho mẹ. Nể cô là người làng nên chúng tôi không báo quan, nhưng phải bù chi phí thuốc men cho chúng tôi. Nhưng tôi không bao giờ làm bánh kem chất lượng như thế cả. Không kém mà chúng tôi ăn vào đau bụng à? Tóm lại là có đền tiền hay là không, hay muốn lên quan? Dạ. Cô bán cho cháu cái bánh tẻ ạ. Hôm nay cô không làm bánh tẻ nữa. Có khi cô đóng quán thôi cháu ạ. Bánh tẻ của cô ngon mà. Sao cô lại nghỉ ạ? Có mấy khách ăn bánh của cô, họ kêu đau bụng, phải uống thuốc của thầy lang. Họ dọa sẽ báo lên quan nếu cô không đền tiền thuốc cho họ. Thế ạ? Cháu rất tiếc là không giúp gì cho cô được ạ. Không sao, cô lại quay về làm ruộng thôi cháu ạ. Ôi, mít mật, cậu làm cái gì đấy? Tớ xin lỗi, tớ vội quá. Bẩm thầy lang, cháu đến lấy thuốc bổ cho cha cháu ạ. Ta đã bốc xong rồi đấy, chờ một lát nhé. Vâng ạ. Bánh tẻ của thầy ngon quá. Của mít mật nó biếu thầy đấy. Hai hôm trước, cu cậu nói khó đi ngoài nên mua ít thuốc sổ về uống. Nay khỏi nên mang bánh đến biếu. Cháu ăn không? Dạ thôi, cháu còn phải mang thuốc về cho cha cháu ạ. Cháu cảm ơn thầy ạ. Cho cháu gửi tiền ạ. Mít mật dùng thuốc sổ à? Công nhận, nhưng bánh nhà cậu không ngon và nhìn không hấp dẫn bằng bánh nhà cô Hoa. Vớ vẩn, cậu thích thì sang mà ăn bánh nhà cô ấy. Bánh vừa mặn lại còn bị đau bụng. Cậu có bị làm sao ấy thì đừng kêu nhá. Thế hôm trước sao cậu phải mua thuốc sổ nhà thầy lang? Thì tớ ăn nhãn nhà xoài về khó tiêu nên phải mua thuốc sổ uống. Thế à? Chứ không phải cậu mua thuốc sổ cho vào nguyên liệu bánh của cô Hoa để hại quán cô ấy à? Này, cậu đừng có ăn nói vớ vẩn nhá. Cậu khai thật đi, mặt của cậu đang có những biểu hiện của sự nói dối đấy. Tớ đã hỏi mẹ cậu nói là cậu không sao cả. Hơn nữa, cậu mua thuốc sổ đúng vào ngày quán cô Hoa xảy ra chuyện. Tớ có đủ bằng chứng việc cậu bỏ thuốc sổ vào bánh tẻ nhà cô Hoa để khách ăn phải đau bụng. Cậu có muốn lên quan để ăn roi không? Tớ thừa nhận. Chẳng qua là tớ thấy quán nhà cô Hoa đông khách, mà quán nhà tớ thì... Cậu gây hậu quả lớn rồi. Cậu làm thế là trượt đường sống, bôi nhọ danh dự của cô ấy đấy. Nếu mà ra quan, mẹ cậu và cậu sẽ phải ngồi nhà lao. Thế tớ bây giờ phải làm sao? Thật ra tớ chỉ biết là cậu mua thuốc sổ nhà thầy lang và tớ dùng cây dọa khỉ. Thế mà cậu đã nói thật, bây giờ chỉ có cậu mới giúp được mình thôi. Thật là con dại cái mang. Tôi xin lỗi cô Hoa. Cháu xin lỗi cô, từ nay cháu không nghịch dại nữa đâu ạ. Biết nhận lỗi là ngoan rồi cháu ạ. Với lại cô cũng định chuyển đi. Cô Hoa cứ mở lại quán bánh đi. Tôi thấy cô làm bánh tẻ ngon hơn quán tôi. Có gì tôi sẽ hỗ trợ thêm cho cô. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau chứ cô. Ôi, thật thế hả chị? Chứ sao nữa, không thể để mất một người làm bánh tẻ ngon như thế này được. Thế cho con sang phụ làm bánh cho cô Hoa để chuộc lỗi mẹ nhá. Nhưng trước tiên, con phải đi khắp làng để xin lỗi những khách hàng bị đau bụng đã. Chúng ta phải trả lại sự trong sạch cho cô ấy. Dạ vâng ạ.